Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Với cái thời tiết như hiện tại thì độ ẩm ngoài trời khoảng 76% và nhiệt độ khoảng 29 độ. Trong khi đó thì ở trong nhà, như mình có một cái đồng hồ đo ở đây thì chúng ta đang có là 23 độ và độ ẩm là 55%. Như vậy thì nhiệt độ ở ngoài trời đang là ấm hơn ở trong nhà và độ ẩm cũng cao hơn. Những lúc như thế này thì khi mà chúng ta mở cửa thì không khí ấm và hơi ẩm nhiều sẽ tràn vào trong nhà và sẽ tạo ra hiện tượng đọng nước ở trên các bề mặt, như là bề mặt lạnh có nhiệt độ thấp hơn ở ngoài trời, ví dụ như nền gạch của chúng ta. Ở đây thì cái thời tiết như này thì chúng ta nên sử dụng các cái máy hút ẩm, và cái nguyên lý hoạt động của cái máy hút ẩm như sau. Ở đây là mình đã mua một cái máy hút ẩm bãi, máy cũ thôi. Trong cái video lần trước thì mình cũng đã nói rồi, đây là một cái máy cũ giá 2,6 triệu đồng. Thì cái nguyên lý nó sẽ như sau. Ở đằng sau này nó sẽ có một cái tấm màng lọc không khí này, và không khí ẩm của chúng ta sẽ được hút vào qua cái này, và nó sẽ nhả ra qua một cái thiết bị ở trong này, thì nó sẽ nhả ra qua cái đường này. Đây sẽ là đường lấy khí khô, và khí khô nó sẽ nhả ra, và mình sẽ để cái đo cái thiết bị đo nhiệt độ và độ ẩm này ở trước cái khí khô này, xem nó sẽ thay đổi như thế nào nhé. Đây mình sẽ để vào đây. Đó, thì các bạn thấy là độ ẩm đang từ 55% nó đã xuống 48%. Về cảm nhận thì với cái nhiệt độ ở trong nhà khoảng 23 độ thì cái hơi của khí khô này nó sẽ ấm hơn. Đó. Và rất nhanh thì cái độ ẩm đã được giảm xuống là 39%. Đấy, nhiệt độ cũng đã tăng lên là 24,2. Đó, đây là nhiệt độ ở thời tiết ở khu vực miền Bắc. Hôm nay nó khá là ấm, ở trong nhà nó vẫn ấm. Chứ nếu mà cái nhiệt độ nó khoảng 18 độ thì cái hơi ấm này thì chúng ta sẽ cảm nhận dễ hơn. Đây, nó đã lên đến, nhiệt độ lên đến khoảng 25 độ C, 26 độ C. Và độ ẩm đang xuống là 33%. Đó. Thì cái máy hút ẩm này thì nó sẽ hút cái không khí vào đây, và nó đẩy cái khí khô và ấm ra cái cửa này và ra ngoài không khí của chúng ta. Khi mà khí ẩm được vào máy thì nó sẽ, cái lượng nước thừa nó lọc được ra từ trong không khí thì nó sẽ chuyển xuống vào cái bình này. Cái bình này của mình nó sẽ có khoảng có dung tích là 5 lít. Khi mà nó đầy, nó đến khoảng này thì nó sẽ có một cái phao, giống như là cái các cái tét nước của chúng ta ấy, nó sẽ phao nó sẽ báo đầy. Và khi đó thì trên cái đèn này nó sẽ báo là full, nó nhấp nháy màu đỏ và máy sẽ tự dừng lại. Đó. Như các bạn ở đây cũng có một cái đo độ ẩm, thì độ ẩm ở trong nhà cũng đang ở vạch số 3, cũng khá là cao. Khi mà cái khí khô này nó bay ra khỏi máy, đến một thời điểm, nếu mà cái diện tích căn phòng của chúng ta nó nhỏ ấy, nó sẽ cân bằng được cái độ ẩm trong không khí, thì các vạch này nó sẽ về đây hoặc về đây. Đó. Như vậy là trong video này thì mình cũng đã nói qua về cái nguyên lý hoạt động của cái máy hút ẩm, rất là thích hợp trong cái thời tiết mùa nồm này ở miền Bắc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.